Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Từ Westminster Pháp vừa và đoàn trọng xin gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua một ngày đặc biệt. Kính thưa quý vị, đó là ngày bầu cử toàn quốc trên Hoa Kỳ. Good morning and Pháp buổi. Chào đoàn trọng và chào quý vị. Kính thưa quý vị, sáng nay thì hàng triệu người Mỹ sẽ lần lượt đi đến tất cả các thùng phiếu để quyết định về số phận tương lai của dân tộc Hoa Kỳ và đặc biệt là qua những cái cuộc bầu cử gọi là giữa kỳ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì tất cả những cái sự kiện đã liên tục diễn ra trong những tháng vừa qua sẽ được quyết định ở tại tất cả các thùng phiếu, và đó là cuộc bầu cử toàn bộ Hạ viện và cuộc bầu cử 35 thành phần 1/3 của Thượng viện, cùng cộng thêm 35 vị thống đốc của tất cả các vị thống đốc ở trên hoặc toàn quốc Hoa Kỳ này. Và trong lúc đó thì hạ tầng cơ sở ở các quận hạt, tất cả các chức vụ như là thống đốc của tiểu bang California và thượng nghị sĩ của tiểu bang California gồm có 20 vị sẽ được bầu cử và chọn lọc vào ngày hôm nay, trong cùng có 40 vị, kính thưa quý vị, và 60 vị dân biểu của hạ viện của tiểu bang cũng sẽ được quyết định, cùng tất cả một số nghị viên và thị trưởng sẽ được quyết định sáng nay. Đây là một trong những cái cuộc bầu cử mà có thể nói rằng đã từ lâu có nhiều cái sự kiện nêu lên cho thấy rằng người ta cần có sự thay đổi hoặc là người ta ủng hộ vào một cái đường lối chính sách mà Tổng thống Donald Trump hiện nay đang đưa ra. Không khí bầu cử sáng nay thì như thế nào thưa anh Phát Bội? Rất là sôi nổi thưa anh. Tính cho đến ngày hôm qua là ngày thứ hai, thì hiện giờ con số người bỏ phiếu phím diện cho năm nay đã lên đến 31 triệu phiếu phím diện đã được gửi về cho khắp nơi từ các tiểu bang. Và thưa vị, con số này nó cho thấy rằng là năm nay mặc dù là mùa bầu cử giữa mùa, không phải là có cuộc bầu cử tổng thống, thế mà cái số cử tri bỏ phiếu năm nay rất là đông, không khác gì cái số cử tri đã đi bỏ phiếu vào năm 2016 trong cái mùa bầu cử tổng thống vừa qua. Vào năm 2014, tức là cái mùa bầu cử giữa mùa trước đây, con số bầu cử vào giờ này là chỉ có 22 triệu. Thế mà năm nay đã lên đến 31 triệu, cái con khác biệt 19 triệu so với lại cái mùa bầu cử giữa mùa là những năm trước. Anh Đoàn Trọng thấy cái số cử tri này đi bầu quả là đông. Vâng, kính thưa quý vị, sáng nay thì có thể nói dân chúng Hoa Kỳ đã ồ ập và tập trung vào những cái sự việc mà gọi là ngày trọng đại Election Day. Khí hậu thời tiết tại miền Nam California thì thật là tuyệt vời cho những cái gọi là cái sự tham dự bầu cử ngày hôm nay. Ở vài một tiểu bang miền Đông Bắc có nơi thì khí hậu có thể nói không mấy làm hài lòng cho các thành viên và các ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Vì nếu mà khí hậu không được tốt thì có thể nói rằng những người mà ủng hộ cho đảng Dân Chủ có thể đi bầu không được như ý tất cả các ứng cử viên mong muốn. Một trong những sự kiện mà chúng ta nói đến Tổng thống Donald Trump, đến hôm qua ông vẫn còn bay đến thành phố Missouri, một tiểu bang Missouri, và để vận động cho cái cuộc tranh cử mà ông hy vọng rằng ông sẽ cùng với toàn dân Hoa Kỳ lập lại một cái đường lối mới mà ông đã hứa với dân Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, đó là Great American. Đến bây giờ thì tất cả những cái sự kiện dựa vào đâu để người ta nghĩ rằng Tổng thống Donald Trump được một cái sự ủng hộ khá mạnh và có thể nắm giữ lấy được Hạ viện của Hoa Kỳ? Đó là ông dựa vào những cái tiêu chuẩn căn bản, kính thưa quý vị, đó là nền kinh tế phát triển, chỉ số GDP lên tới 3.5 và con số thâm hụt ngân sách của quốc gia cũng là một trong những cái sự kiện làm cho Tổng thống Donald Trump lo ngại, vì năm nay là lên tới ngoài 700 tỷ đô la vào đến cuối tháng 11 năm nay. Đó là những sự kiện mà người dân Hoa Kỳ sẽ dựa vào đó để đi đến một cái quyết định rõ ràng ai là người sẽ đại diện cho họ ở Hạ viện. Chắc quý vị đã biết hiện nay con số tại Hạ viện còn có 435 người. Trong lúc đó thì Đảng Cộng Hòa đã có tới 235 vị và khác biệt với con số 190 vị của Đảng Dân Chủ. Đây là một con số khác biệt rất lớn, nhưng đến bây giờ thì người ta nói rằng Đảng Dân Chủ có thể bù đắp lại cái số khác biệt và họ sẽ nắm đa số tại Hạ viện. Với những cái sự kiện đó thì gần đây trong những cái cuộc bầu cử mà gọi là vận động bầu cử sơ bộ, cũng giống như vận động bầu cử đặc biệt là có sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, đã đem lại cho tất cả những người ủng hộ những của Đảng Cộng Hòa ở những tiểu bang mà cuộc kỳ bầu cử năm 2016 Tổng thống Donald Trump đã chiếm đa số, mang lại một cái niềm hy vọng quật khởi lại để nhắm liệu
có thể giữ lại được đa số hay không. Nhưng đến bây giờ thì những con số đưa ra thì cho thấy hình như có những cái vấn đề nghi ngờ và người ta nghĩ rằng có thể đảng Dân Chủ sẽ nắm đa số tại Thượng viện. Những cái diện mà người ta nói là con số thất nghiệp đến bây giờ quý vị thấy đó là 3.7 và cái công việc gia tăng lên trong tháng vừa qua lên tới ngoài 200.000 người là một cái cú đánh tuyệt vời của đảng Cộng Hòa, và hy vọng qua những cái con số đó tất cả những người dân ở địa phương nắm giữ lấy và muốn cùng đi theo với đảng Cộng Hòa để giữ vững được cái nền kinh tế ổn định ngày hôm nay, thưa anh Phát Bụi. Vâng, thưa anh Trọng và thưa quý vị, như thế thì chúng ta dù cho là đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ hay là Independent độc lập, chúng ta thấy rằng chúng ta cần hơn nào hết phải đi bầu và lá phiếu của chúng ta rất quan trọng. Thế thì nếu chúng ta đã từng ghi danh nhưng mà trước đến giờ chưa từng đi bầu, hoặc là đã từng ghi danh và đã đi bầu nhưng chúng ta đổi địa chỉ và muốn biết làm thế nào để chúng ta có thể đi đến được những phòng bỏ phiếu để mà chúng ta có thể bảo đảm được lá phiếu của chúng ta được bỏ, và nếu chúng ta đến trễ chúng ta có thể bị từ chối không cho lá phiếu cho bỏ không, thưa quý vị. Sau đây chúng tôi xin tổng quát lại những cái thể lệ bầu cử. Thứ nhất có hai điểm rất quan trọng. Điểm quan trọng thứ nhất đó là chúng ta, luật của tiểu bang, các tiểu bang đều khẳng định rằng khi mà chúng ta đã đến được thùng phiếu trước cái giờ thùng phiếu đóng cửa, dù chúng ta đứng sắp hàng mà đã quá cái giờ phòng phiếu đóng đã không còn mở, thì các nhân viên thùng phiếu phải bắt buộc cho chúng ta và tiếp tục mở cửa cho chúng ta bỏ cái lá phiếu chúng ta vào thùng phiếu, thưa quý vị. Và điều thứ hai là các cơ sở cũng như là công sở phải cho chúng ta đủ thì giờ để chúng ta đi bỏ phiếu cho chúng ta. Dĩ nhiên là khi chúng ta đi bỏ phiếu thì cái giờ chúng ta đi bỏ phiếu chúng ta không được lãnh lương, nhưng mà các chủ nhân của các cơ sở cũng như là công sở phải cho chúng ta thì giờ để chúng ta đi bỏ phiếu. Bao nhiêu giờ thì tùy theo mỗi tiểu bang mỗi khác nhau. Chúng tôi xin đọc cái luật lệ của tiểu bang California trước. Thưa quý vị, thùng phiếu ở trong tiểu bang California bất cứ nơi nào cũng vậy, được mở cửa từ 7 giờ sáng và cho đến 8 giờ tối. Và chúng ta không cần phải trình driver license ID. Những người nào là những người đi bầu lần đầu tiên thì có thể sẽ bị phải đòi trình cái thẻ ID của chúng ta. Và các công ty phải cho công nhân ít nhất là 2 giờ để mà có thể đi bỏ phiếu. Đó là luật của tiểu bang California, thưa quý vị. Có nhiều luật của các tiểu bang khác, nhưng chúng tôi nghĩ rằng là để khỏi mất thời giờ quý vị, chúng ta chỉ nói đến những luật lệ của tiểu bang California mà thôi. Và những ai muốn biết cái phòng phiếu của mình ở chỗ nào có thể lên cái trang mạng vote.org, hoặc là ở quận Cam có thể lên ocvote.com. Nhưng mà thưa anh Phát, ví dụ như tôi là một trong những cái cử tri ở tại cái địa hạt này, nhưng mà vì lý do sinh sống tôi di chuyển đến một cái nơi khác trong cái thời gian mà tôi chưa đăng ký để ghi danh bầu cử, thì liệu tôi có được đi bầu cử hay là không? Chúng ta vẫn có thể bỏ phiếu được. Dĩ nhiên là chúng ta có thể xin đến bất cứ một cái thùng phiếu nào, ở phòng phiếu nào, cho chúng ta biết là cái tên, cái driver license của chúng ta, và họ sẽ cho chúng ta bỏ một cái phiếu đặc biệt để mà chúng ta có quyền bỏ lá phiếu của chúng ta. Bởi vì là công dân của Hoa Kỳ đã đăng ký đi bầu thì chúng ta dù ở bất cứ nơi nào cũng có thể bỏ phiếu được, thưa quý vị. Thế cái phiếu đặc biệt nó có khác với thế thông thường như thế nào không? Hay là nó vẫn được kiểm như nó thế? Không khác gì một cái phiếu thông thường cả. Nó cũng là một lá phiếu mà chúng ta vẫn thường thấy. Tuy nhiên cái thể lệ để mà kiểm phiếu đó thì nó sẽ đòi hỏi nhiều giờ hơn, và lá phiếu của chúng ta sẽ được đếm sau khi những lá phiếu khác đã được đếm xong. Thế tất cả những cái tin tức ở trong thùng phiếu chúng ta được quyền đưa ra ngoài hay là không? Anh nói tin tức là tin tức gì? Khi anh đi bước vào thùng phiếu, ví dụ như anh thấy cái không khí đó như thế nào, ai gạch ở đâu, làm gì, anh có được ra ngoài anh nói những cái sự kiện ở trong thùng phiếu không? Những cái gì mà liên quan đến cá nhân chúng ta có quyền nói, nhưng mà liên quan đến người khác bỏ phiếu đâu, chúng ta không được tò mò coi những cách họ bỏ phiếu, cũng như là những cái sự tương quan giữa các nhân viên của thùng phiếu và các người cử tri khác, thưa anh. Thì đến bây giờ thì có cái phong trào selfie, tự nhiên là tự chụp hình lấy rồi đăng trên Facebook, vào trong phòng phiếu chụp hình mình bỏ phiếu rồi đăng lên trên Facebook có được hay là không? Không được, thưa anh. Đó là những cái tin tức mà cơ quan thuế không cho phép chúng ta chụp hình ở trong phòng phiếu. Chúng ta có thể đứng ở xa cách
cái phòng phiếu, đừng nói gì trong phòng phiếu mà đứng ngay trước cửa phòng phiếu cũng không được chụp hình. Chúng ta phải, nếu có chụp hình hoặc là thu băng, phải cách xa ít nhất là hình như là 300 feet tới 500 feet. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một vài tin tức mà quý vị cần biết vào ngày hôm nay. Thì chắc quý vị biết hôm nay đã hàng triệu người Mỹ đang hướng đến các thùng phiếu vào hôm thứ ba để chọn đại diện cho họ. Như chúng tôi đã nói, kỳ cuộc bầu cử này là bầu cử cho Quốc hội thứ 116 và để lại tạo nên một cái sức cân bằng quyền lực ở tại Hoa Kỳ. Hiện nay thì như chúng tôi đã trình bày với quý vị, 45 ghế của Hạ viện sẽ được quyết định vào ngày hôm nay với là một 35 cái cuộc đua ghi vào để gọi là tất cả những cái chỗ trống vào một nhiệm kỳ 1/3 của Thượng nghị sĩ và là Thượng viện của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó có 36 vị thống đốc cũng sẽ bầu sáng nay. Tất cả những cái sự kiện có thể nói dồn dập đến với người dân Hoa Kỳ và người ta đang mong đợi chờ đợi cái kết quả vào tối nay. Và ở tất cả những tiểu bang ở miền Đông Bắc, ở Đông Bắc Hoa Kỳ thì cái phòng phiếu họ đóng cửa vào lúc 7 giờ giờ miền Đông và ở miền Trung thì là sau 2 giờ và giờ California thì chúng ta đóng phiếu 7 giờ tối hay là 8 giờ tối? 8 giờ tối thưa anh, từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối. Từ 7 giờ sáng là bắt đầu bỏ phiếu cho đến 8 giờ tối. Đúng là như vậy. Vâng. Và thưa quý vị, khi quý vị đến phòng phiếu trước 8 giờ tối, quý vị còn đang đứng hàng, giả sử như đến lúc đó là 7 giờ 59 thùng phiếu vẫn còn mở cửa thì quý vị vẫn có quyền đứng đó quá 8 giờ để mà bỏ lá phiếu của mình, miễn sao chúng ta đến trước thùng phiếu, phòng phiếu trước 8 giờ tối là được. Vâng, kính thưa quý vị, đó là một vài sự kiện vào một trong những ngày đặc biệt, đó là ngày bầu cử giữa kỳ mùng 6 tháng 11 năm 2018. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua cà phê sáng và chúng tôi trở lại với quý vị trong giây lát.